Dâu dâu dâu, ba con sâu. Chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với em Minh Di trong series bình luận PK đến server. Và đây là nay Vũ Tổ đến từ server Quỳ Quỳ. Và chúng ta cùng gặp nhau trong chế độ Smart của server này. Đừng quên 3 khung giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé, nhớ theo dõi và ủng hộ. 3 khung giờ đó thì sẽ là 3 khung giờ thường xuyên mình đăng clip, thỉnh thoảng có lúc để lỗi, có điểm lúc quên. Anh em rất mong anh em thông cảm. Athena đến từ server 11 sẽ là đối thủ đầu tiên đi. Sion, Robert, rồi kèo này, kèo này Sion Robert thì chắc là nó chọn Sion đấy chứ, mình cũng chọn Sion đúng không? Ít nhất là đảm bảo được một cái gì nhở, cái sự sống đã đúng không? Ít nhất là phải đảm bảo được một cái sự sống đã. Mai và Athena chắc chắn rồi, nếu là mình cũng chọn như vậy, không có lý do để từ chối Mai và Athena kèo đấu đâu cả. Nhiệm vụ tiếp theo của mình là Sen với cả Orchi thì các bạn. Hy vọng là mình lựa chọn chính xác. Và cái đấu này nếu mà để bung sức bung lụa là cũng khó đấy. Nhiệm đấu này bung sức bung lụa này cũng khó đấy. Thổ ơi. Cái này tất nhiên là phải robot vào sớm rồi anh nha. Khó nhỉ, cũng khó. Chọn lần nào, thực sự lựa chọn khó khăn. Một sự lựa chọn khó khăn. Kèo đấu này tỷ lệ chiến thắng của mình hơi thấp. Mà hơi thấp thì vẫn phải chơi. Hơi thấp thì vẫn phải chơi thôi. Hơi thấp thì vẫn phải chơi. Không chơi không được. Ôi ôi, Robert chọn sai người rồi. Sai người đấy em ơi, nó phải đúng người đúng thời điểm vào. Cái này thì chết thôi. Ôi ôi, lại xóa mất con đấy của mình. Nó đã xóa mất con này của mình thì hỏng rồi. Hỏng quá nhờ, oai. Hỏng rồi. Ngang kèo tự sát rồi anh em ạ. Kèo này thì kèo tự sát là phải chắc rồi. Ôi, Sion kìa. Kèo này thì tự sát chặt rồi. Kèo này là kèo tự sát rồi. Quỷ thế thì sống như nào được anh em. Kèo này là kèo tự sát rồi. Dù bớt lại còn đánh vào đấy thì chịu rồi. Mày quá, nó lại nhảy sai lưng sang bên kia. Thì sợ Sion nó chọc cái phát kìa. Chết ngay mà. Còn mẹ này. Này giống cái gì đấy anh em. Sion, ôi giời ơi. Ở chơi kết thúc và nước mắt em thì rơi. Đây. Cày thật đấy, một mạng của Sion chưa lấy được, đánh cái gì đây anh em. Chết luôn đi. Nhá con nộ mà trời, thôi, quýt đi. Cuộc sống anh em, quýt thôi. Cuộc sống mà, đúng không? Chúng ta biết cương, biết nhu, biết dừng lại đúng lúc. Dừng lại đúng lúc là anh em ạ. 371 đến từ Kukari. Tỷ số đang là 0-1 rồi. Chúng ta lựa chọn trước, tất nhiên là Sun thì ai thì lựa chọn Overruble thì là anh em. Mặc dù là Overruble có thể bị Sun khác nhưng mà
Nhưng cũng không sao đâu anh em. Kate. Ô, yêu đi dị này, tôi lấy Omega Rugo với ai à? Yêu đi dị, yêu nét này. Úi dồi ôi, cả Rugo nữa này. Khảo tăng này lấy Ochi đấy, mình đang định nói là lấy Ochi Kate. Ai, ngon quá, mà lấy Ochi Kate thì ngon quá nhở. Mình cần một con hổ nữa thì đúng đẹp bài. Một con hổ đây. À mà mình có con hổ xịn đây thì cần chỉ con hổ nào nữa anh em. Cái con hổ xịn đây rồi. Đúng không? Ăn được con rắn, đéo con rắn nào luôn, quên mẹ mất. Ở nó nhường mình con Suri rồi. Ừ, đẹp quá nhỉ, cũng có tứ hồn. Chơi liều đi các bạn, sợ mẹ đi. Đúng không? Chơi liều mẹ đi. À, kèo này không liều thì kèo nào liều anh em. Kèo này không liều thì kèo nào liều. Đúng không? Tứ hồn thì sợ gì, su cực khỏe luôn. Tứ hồn thì su cực khỏe luôn anh em. Ui. Ủa, hơi khắc nhỉ. Hơi sợ khắc một tí nhỉ, choáng quá. Ôi ôi, không con nào độc chiêu cay nhỉ. Ui cay nhá, mẹ Sun đeo độc chiêu, yêu đi dị không độc chiêu. Kate đánh là Yuri. Ai, cay nhỉ. Ai sợ cay đấy. Ai sợ cay đấy. Ai sợ cay đấy. Ai nộ đâu mà chơi nó nhỉ. Cay quá nhỉ. Nhảy quả nó đẹp anh em. Má. Ui ôi nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá anh em ạ. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Rồi xong. Rồi xong. Rồi end game rồi đúng không? Mình thắng dễ dàng. Đây. Đến đây thì bạn còn gì nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thiên đường vô định. Định dùng số mắc Sun mà thôi nhờ. Đúng không? Chúng ta định dùng số mắc Sun mà thôi. Không cần đến tỷ số là 1-0. Sau những nỗ lực đến từ Amazing, chúng ta có tỷ số 1-0 cùng đến với game đấu số 3 nào. Thế nào, xe của 380. À,
Kèo đầu tiên mình bị Sion nó bốc vào mồm, cái kèo này phải trả thù chứ anh em. Nhưng có con ván đấy khó chịu nhờ, nhưng mà Nam Lét lo được cái kèo này. Nam Lét với cả Mai lo được cái kèo này anh em. Lo được cái kèo này anh em ạ. Vẫn lo được cái kèo này, thêm Mai này nữa. Kéo tí tanh này nhỉ, vẫn phải thêm tí tanh. Vẫn phải thêm tí tanh. Vẫn phải thêm tí tanh nha anh em. Vẫn phải thêm tí tanh nhỉ. Nhưng mà tanh nó khổ lắm. Đây à, lại thún thế nhở? Nó chọn con nào mà thún thế anh em? Ủa, ngay nó chọn con này nó thún thế. Chọn con này nó đã thật chắc anh em. Mẹ sợ Van Ness đấm giảm nộ ơi, bỏ mẹ. Má, thằng này nó không đấm giảm nộ mình ý. Vấn đề là mẹ con này á. Ui ui, Sion vẫn chất nhẹ nhàng nhỉ. Ui Sion vẫn chất anh nhỉ. Hay quá, dù lúc nó không chọn Sion nha. Chỉ sợ, nó sợ Sion mới đáng sợ. Không chọn Sion là được rồi nha. Dù lúc nào cũng thốn nhỉ. Vẫn có cái gì đó rất lực đến từ robot nhỉ. Cái gì đó nó rất lực đến từ robot. Hai, vẫn may. Nó chưa chọn mình. Má, mỗi lần nó đánh đầu thế. Mẹ mày, bên quản trí cho anh em được nhờ ấy là lại là thốn đây nhỉ. Cũng làm gì được nó kìa. Xin lỗi nhỉ. Cày thế. Cày thế. Mẹ. Mình cầm thì mình thua, mà nó cầm thì nó thắng. Cuộc sống nhỉ. Bất công thật sự anh em ạ. Đó là lý do tại sao mà cọng lông không bao giờ thẳng là vậy. Thế mới ai sợ cày. Thế mới ai sợ cày. Nó làm gì được. Mẹ. Bất công nhỉ. Bất công quá anh em ạ. Ồ. Đây nhờ. Đây, đang hỏi thắc mắc thiếu cái gì. Để chuyển nhưng mà hôm nọ đi ra bóng bị đứt. Bây giờ nó mất mẹ cái ấy rồi anh em. Nó mất mẹ cái móc rồi.
nó đứt mất cái mắt đấy. Mai ra bọn đấy mài ra bọn đấy để sửa lại anh em. Bọn đi đá bóng rơi mẹ lắm. Đây là bức tượng bạn cầm. Cái hỏi nó là xem ở đâu. Mẹ khó chịu nhờ. Đến với game đấu số 4 này anh em, tỷ số đang là 1-2. Game đấu số 4 đang là 1-2. Sion của server bổ trợ 702. Vanet Mukai Iori. Iori trong ngầu anh em. Zero hay là leo dị đây các bạn. Tứ hồn hay đánh được kiểu em mà các bạn hay nào, có nghĩa có chịu nhỉ. Đánh tứ hồn hay sáng thế nhỉ? Bài này sáng thế đẹp hơn. Cái quan trọng là sáng thế gì? Con này là hồn gì vậy? Gấu à? A cứ ngon, đánh được sáng thế gấu. Vẫn là cần ngón tanh nữa anh em. Nói đi nói lại vẫn phải hốc ngón tanh nữa. Sao cái gấu hay tứ hồn ngon hơn nhỉ? Sao cái gấu kéo đủ rồi nhỉ? Rắn, đánh sao cái rắn được anh em. Đánh mẹ sao cái rắn. Đánh sao cái rắn tập bài hơn. Sao cái rắn tập bài hơn anh em. Rắn hay tứ hồn. Rắn tập bài hơn anh em. À quên. Đây đúng, sáng tiếng rắn hơi hợp bài một tí. Được, anh sáng tiếng rắn. Ai à, một thốn à. Thốn thật sự. Ồ, mẫu không đùa sáng tiếng rắn đâu, đẩy con gì lên. Body 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 body. Hay quá nhỉ. Ui. Quên giờ nhớ ra anh em, con Iori này có khả năng cấm hồi sinh. Giờ mới nhớ ra nha anh em nhá. Không phải nói điều rồi anh em ạ, giờ mới nhớ ra con Iori này có khả năng cấm hồi sinh anh em. Giờ mới nhớ ra đây anh em ạ, lâu lâu tự nhiên lại nhớ ra cái bài cấm hồi sinh này. Thoáng là vô nghĩa, nhưng mà con Vanet này không phải dạng vừa đâu, để ý con Vanet một tí vậy. Đấm người cố lắm đây. Để ý một tí con Vanet này. Ý con Vanet này. Chú cai chưa đến mức nào. Nên vẫn còn một nhịp nữa được. Nếu một nhịp nữa được thì bắt buộc phải đánh. Hay quá nhỉ. Hay lắm rồi nhỉ. Chúng được của nó đấy. Chúng được của nó đấy. Hai thằng nhỉ, mình cứ quên mất mình không tách hai thằng này ra. Ôi mẹ giờ chơi ra được nó nữa anh em. Mẹ thua con mẹ nữa rồi. Giờ lấy ai ra cướp Vanet rồi anh em. Khổ. Đấm đau quá. Giờ lại ai nó cướp Vanet vậy. Mẹ. Tư tưởng giết được Mukai là thắng rồi. Mẹ đúng như kiểu mẹ mày bắt được con ve sầu lại tưởng cả mùa hè trong tay. Nhưng rất tiếc là không có mùa hè nào cả. Mùa hè sắp hết rồi.
mùa hè đã hết và chúng ta phải quýt tôi. Đúng, chuẩn bị sang thu rồi đấy anh em nhé. Đúng không? Bây giờ là gì ở giữa tháng 8 rồi. Đúng không? Coi như là hết thu rồi đấy. Đúng không? Hết thu rồi, chuẩn bị sang tháng 9 rồi. Tháng 9, à hết hè quên mất, tháng 9 mùa thu Hà Nội rồi đúng không? Nên là có lẽ là, đúng rồi, không bắt được con ve sầu nữa anh em cả. Và cũng không có mùa hè nào trong tay. Cùng đến với game đấu số 5 nào, Arena của CR108 sẽ đối thủ tiếp theo chúng ta phải đối đầu. Owakensua, Naplet. Owak kiểu này biết đánh gì đấy. Đỏ đấy anh em, nó phải đỏ luôn. Phải đỏ cơ anh em, kèo này phải đỏ cơ. Đen thì chưa chắc. Đúng không? Kèo này phải đỏ cơ, đen thì chưa chắc. Kèo này phải đỏ cơ, còn đen thì mình không chắc nữa anh em nhé. Cái này phải đỏ lắm anh em ạ, mình hốc được nó. Không đỏ thì chịu. Keo này thuộc dạng đỏ lét thôi mình chống được, mẹ kèn. Không bị ô quát cũng hiệu. Quát bài này mắc đẹp rồi, bốc lá nó phải chuẩn rồi, bốc lá nó phải chuẩn cơ, không thì hẹo ngay. Quát nó bốc được lá hồi nộ này thì nó ăn thua nha bạn. Quát này nó ăn thua, nhìn này là biết là nhìn này là biết là hẹo rồi nhở. Nhìn này là biết rồi. Con quát này là nhìn là biết hẹo rồi. Chém đúng phát tuệ nó lên lòng thực thì kẹo rồi con quát ơi. Chính độc là chết. Thôi sao con quát rồi. Mẹ hai con đấy, đẩy rồi cho nó chết anh em. Tí độc đã nhá, cho mày tí độc đấy, bơm cho tí nicotine vào người đã nhá, bơm cho tí nicotine vào người đã nhá, ken nhá, bơm cho tí nicotine vào người ken nhá. À, có tí nicotine vào người nó khác ngay. Chơi lá dốc đâu nhỉ? Xin một lần lá dốc nào. Đấy, em phải lên lá đấy. Nó mới vô địch thiên hạ được chứ. Không lá đấy thì vô địch thiên hạ thế nào được hả em? Quả trí sở mạng này thì nó uy tín rất mút trời nhỉ. Quả trí sở mạng nó thì uy tín mút trời đến từ chính một nam ghét luôn. Ô quá. Không thể hiện được nhiều điều nhưng cú chém này có lẽ là double kill. Ui à. Ừ, double kill thật. Nhưng mà Zero vẫn hiện ra ngon ngóp trong những phút cuối.
chiến thắng dành cho MNG ở trong trận đấu này. Tỷ số như được rút ngắn xuống còn 2-3. Chúng ta cùng đến với game đấu số 6, là game đấu cuối cùng ở trong clip này. Miku Tachibana Ukio. Hơi lạ trong nhịp này nhé. Cryolith rồi. Là mình cũng lấy Cryolith các bạn. Là mình cũng lấy Cryolith. Terry này trong chế độ sửa mắc này tù nữa quả. Đúng không? Nó rồ, lúc nó hay vãi, lúc nó rồ. Nhưng nó thì nó như cái thằng Sida vậy, nên là không biết phải nói như thế nào. Gấu, cổ, rắn, đẹp. Cứ hồn cho Kasumi luôn anh em, đúng không? Chúng ta có cứ hồn dành cho Kasumi. Không sợ con này nhảy lao vào tay đâu ạ. Lao vào càng mừng. Lao vào thì càng mừng. Hay quá nhỉ. Khóa mõm, khóa sở mõm. Ui dồi ôi, cũng hút lộ cho ai, hai quả độc chiều cũng hút lộ cho ai. Ngay nhỉ, giảm nộ liên tỏi. Sướng nhỉ. Hồi sinh à. Tay thật anh em ạ. Kế thừa sang Miku thì ngon vãi. Ui chính xác luôn. Chính xác kế thừa sang Miku thật luôn. Chính xác là kế thừa sang Miku luôn anh em ạ. Kèo này không giết nó thì kèo nào giết anh em. À nhưng mà con Google ấy. Liều ăn nhiều anh em, sợ gì. Đã phải liều ăn nhiều rồi. Ui thôi. Lại hồi sinh. Cay nhè. Cay quá đấy. Má quả hồi sinh uy tín nhỉ. Quả này thì phải bắt buộc đánh mẹ anh nhỉ. Ôi ôi, có khi nào rời xa đâu đó chỉ là nỗi đau này ai thấu, ai biết trong tim ai. May quá chưa rời xa được đâu. Nỗi đau này mong manh và em nói em yêu anh. Còn con robot anh em ạ. Là nữ già. Ui giời ơi. Hỏng rồi. Ơ kìa, may quá nó quên. Mình đang mà hỏng rồi. Mình còn gì nữa đâu anh em. Nó cho robot nó đá mình lồi mồm ngay.
Ok, clip này cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ nhá. Thank you mọi người nhiều. Và bây giờ thì bye bye, see you again.